giờ là anh em được nghỉ đây mà chị nhà hồ vẫn phải đang dậy dậy chống lụt này, nước vào tận nhà rồi, vào gần ngập giường nha anh em ơi, ngập hết rồi. Có cái máy giặt đây Bóng ơi, Tôm ơi, có cái máy giặt đây này, quay lên. Tôm nó thổi ra ấy để cái máy giặt lên, ngập máy giặt rồi. Nước nó vào rút điện hết rồi, ngắt điện rồi mà ấy. Phải vàng tôm rồi, tôm ra đây thì nhà đi ra để kê lên, kê gạch cao lên, gọi nó ra đây. Cần thủ lên đi câu đây nha mọi người. Ngập hết rồi. Nhà hồ sinh hình là không, anh em không câu đâu, nhưng câu không có chỗ ngồi đâu. Mấp mé đầu giường rồi. Tình hình là các bác thì lao chứ. Chú ơi, quả này mất trắng hết rồi. Rồi, nhà cửa bếp búc rồi lên hết rồi. Không một cái chỗ nào là không lên rồi. Ngập hết rồi. Đây, nhà trong, nhà ngoài, nhà trên, nhà dưới anh em nhé. Các loại nhà đều nước vào hết rồi. Ngập hết rồi anh em ạ. Là nhà hồ hôm nay anh em không câu được đâu nha anh em nhé, còn đến câu cũng không có chỗ ngồi đâu nha anh em nhé. Cá thì đang thở ở giữa hồ rất nhiều. Có, đây có bồi em ạ. Đây, đang bồi kia kìa. Ngập hết rồi em ơi. Mưa này ngập hết đường đi làm sao được. Mày bảo mày đi học. Đường Hà Nội nó bẩm bẩm băm mà đi làm sao. Hả? Chân buồng ngập hết, ở đường ngập hết rồi đi làm sao được mà đi. Các cầu các kiếp ra mà không đi về được đâu. À,
Đúng rồi, bồi cáo này thì không bùng kéo hơn cái giới hạn. Ngồi ngoài đường cậu cũng được, ngồi trên giường cậu cũng được em ạ. Đấy, lúc này anh em ngồi trong giường, trong buồng cậu cũng được, ngay trên giường cậu cũng được. Ngập hết rồi. Anh nhà hồ đang chuẩn bị lưới này đi ra chắn này. Đấy, cá nó đang ở ngoài giữa rất là nhiều. Đây, cá đang thở chung quanh rất là nhiều anh em nhé. Đây, đang lượn mặt rất nhiều. Hôm qua chép đấy, chép đây, cá đây. Hôm qua chép mới nha, hồ bồi nó lại còn nằm gần như nguyên xỉ ở hồ nữa. Ấy, cá đang thở đây, chung quanh hồ. Rất rất nhiều nhưng mà rất tiếc là không câu được. Trên Trường Yên chắc là cũng ngập lắm đấy nhỉ. Sông các sông tầm này là cũng không thoát được nước. Đây ngập hết đường, ngoài đường nhựa kia ngập kìa. Chả lửa đấy, chả dậy còn gì nữa. Đấy, cá đang quần ở ngoài giữa rất nhiều. Đấy, đang trườn rất là nhiều.